Ngọc Tâm rất vui khi được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh tin tức HD News. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trước khi đi vào nội dung bình luận ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine nhanh chóng kết thúc. Cầu nguyện cho người dân Ukraine và thế giới được bình an. Sau đây, chúng tôi sẽ được gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có tựa đề trận chiến địa ngục Bakhmut, pháo kích ngày đêm, khắp nơi lửa cháy, Ukraine vẫn đứng vững trước cuộc chiến tiêu hào. Kính thưa quý vị, quân đội Ukraine ra sức giữ thành trì Bakhmut, ngay cả khi thành phố này không còn gì ngoài tên gọi sau các cuộc pháo kích dữ dội với lực lượng Nga nhiều tháng qua. Tại thành phố Bakhmut, phía truyền thông Nga đã loan báo rằng họ đang bao vây ở miền đông Ukraine. Những tình nguyện viên phụ trách thu thập thi thể của dân thường, có nguy cơ cũng trở thành nạn nhân của lửa đạn. Mọi thứ tàn khốc, tới nỗi những người đến được Bakhmut trong tuần qua, đều sử dụng một từ để mô tả những gì họ đã trải qua. Đó là địa ngục. Thành phố Bakhmut gần như hoàn toàn bị quân đội Nga bao vây, bị tàn phá bởi tiếng súng và tiếng nổ liên tục trong những ngày gần đây, với khói lửa bốc lên nguồn ngụt từ các tòa nhà cao tầng. Những con đường dẫn đến thành phố liên tục bị hỏa lực từ hai phía dội xuống và những tay súng bắn tỉa ở khắp nơi nã đạn. Có nhiều đồn đoán cho rằng lực lượng Ukraine sẽ phải rút lui. Đối với các đội cứu hộ, việc tiếp cận thành phố này vì thế ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Oya Janilova là nhân viên của tổ chức phi chính phủ Dobrii e. Brook của Ukraine và đã làm việc ở Bakhmut trong suốt hơn 7 tháng qua kể từ khi Nga bắt đầu tấn công, tiêm kích kiểm soát thành phố. Janilova cho biết, Chúng tôi đã không thể tiếp cận khu vực trung tâm thành phố trong những ngày gần đây. Điểm gần nhất của chúng tôi có thể đến cách trung tâm thành phố 500 m Khung cảnh rất ồn ào, mọi thứ đang bị tấn công bằng súng cối, nên chúng tôi không thể tiếp cận khu trung tâm được. Lần gần đây nhất, chúng tôi chỉ cố gắng sơ tán dân thường từ dưới sông mà không thể đến gần. Theo Danilova, con đường chính mà họ từng sử dụng đang bị pháo kích liên tục. Ngày 27 tháng 2 là ngày tồi tệ nhất. Đó là ngày địa ngục. Đó là ngày khó khăn nhất kể từ khi chúng tôi làm việc ở đây. Một bức tường lửa, hai bức tường lửa. Nó đến từ mọi phía và từ trên dội xuống. Daniel Wink, một tài xế người Canada và là đồng nghiệp của Danilova, cho biết thêm. Nếu ai đó đi xuống đường chính sẽ có người tìm cách sát hại họ tình hình cực kỳ khó khăn có những tay súng bắn tỉa ở khắp đường phố ngắm bắn bất cứ ai họ không quan tâm đó là ai welk cho hay anh đã đi khắp thành phố và chứng kiến hầu hết nơi này đã bị tàn phá lửa cháy ở khắp mọi nơi duy chỉ còn thị trấn donbass là gần như bình thường theo lời kể của danilova và welk cũng như những tình nguyện viên khác đã chia sẻ với hãng tin The Guardian. Tình hình ở Bakhmut hiện giờ là bất khả kháng. Nhiều người lo sợ thành phố này có thể sớm bị quân đội Nga kiểm soát. Ngay cả giọng điệu ám đạm cũng được nghe thấy ở đâu đó, trong các bản cập nhật trên mạng xã hội của một số người bảo vệ kiên cường nhất của Bakhmut, bao gồm cả Mark Yan, chỉ huy đơn vị máy bay không người lái từng được ca ngợi vì những nỗ lực của ông. Tất cả những gì các bạn cần biết là kể từ ngày 1 tháng 3, Bakhmut vẫn đứng vững. Chúng ta đang trả giá cao nhất để phòng thủ cho thành phố. Việc bảo vệ thành phố cũng ngày càng khó khăn hơn. Ông nói với vẻ mặt mệt mỏi. Ông cho biết, lực lượng Nga pháo kích suốt ngày đêm nhằm cắt đứt các tuyến tiếp tế cuối cùng cho thành phố này. Ukraine tuyên bố đang trụ vững ở chiến trường Bakhmut. Các lực lượng Nga tiếp tục đẩy mạnh cuộc tấn công của họ ở khu vực Bakhmut ở miền đông Ukraine. Nhưng video, định vị địa lý và các báo cáo từ tiền tuyến cho thấy quân nga không chiếm được thêm lãnh thổ nào trong vòng 24 giờ qua. Chúng ta đã bóp nghẹt đối phương một chút. Một binh sĩ thuộc Lữ đoàn 93 cho biết theo bình luận video do lực lượng bộ binh Ukraine đã đăng tải. Đã yên tĩnh hơn một chút, nhưng vẫn có những cuộc đấu súng ở ngoại ô. Có những vụ nổ cô lập, đàn đang bay. Nhưng chúng tôi vẫn đứng vững ở Bakhmut, không ai sẽ rút lui. Đại tá Yuri Matjian, chỉ huy lữ đoàn 28, cho biết trong một tin nhắn video trên Telegram rằng Bakhmut vẫn đứng vững nhưng cái giá phải trả để giữ vững thành phố này ngày càng trở nên khó khăn đối phương đã hoành hành trong ngày cuối cùng trước hết với ý định phá hủy thành phố này tiêu diệt càng nhiều càng tốt những sinh mạng còn lại ở nơi đây và bằng mọi giá chiếm được thành phố Baekmud hãy bao vây nó và chặn các tuyến đường di chuyển của quân đội cũng như các con đường vận chuyển các nhu yếu phẩm cần thiết Metzian nói Ông nói thêm rằng, có những trận chiến liên quan đến vũ khí nhỏ ở phía bắc Bakhmut và có giao tranh trên đường phố ở các vùng ngoại ô dọc theo vùng ngoại ô phía đông, bắc, nam và tây nam. Đại tá Medya cho biết các đơn vị Ukraine đang trấn giữ sườn phía bắc để ngăn đối phương bảo vệ Bakhmut. Ông nói thêm, chúng tôi đã ngăn chặn đối phương ở khu vực này trong một thời gian dài và không cho phép chúng tuyên truyền với toàn thế giới về những thành công lớn trong cuộc tấn công của chúng tôi ở khu vực này. Khi mặt đất mềm đi vào mùa xuân, Medja cho biết ông thấy trước đối phương không thể thực hiện bất kỳ hoạt động nhanh chóng nào. Oleksiy Breva, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Bakhmut, cho biết vẫn còn những trận chiến khốc liệt để giành lấy thành phố. Thực đào đứng! khi chứng kiến những gì đàn pháo của đối phương đang gây ra cho thành phố này. Ở Bakhmut, cực kỳ nguy hiểm, Dreva nói, đối phương đang phá hủy thành phố một cách không thường tiếc, làm bị thương và giết hại thường dân. Cho đến nay, người Nga đã phá hủy hơn 4.400 tòa nhà dân cư. Bộ Tổng tham mưu quân đội cho biết trong khi đối phương tiếp tục tiến công trong khu vực Bakhmut, các cuộc tấn công vào các khu định cư ở phía Tây, Bakhmut, Kromov, Ivanetsky, Orikovo, Vasislivka và Chashev-Yar đã bị đẩy lùi. Nga tăng cường chiến dịch thông tin liên quan đến Bakhmut nhằm làm mất tinh thần của người Ukraine. Các nhà tuyên truyền Nga đang thể hiện hoạt động thông tin quá mức xung quanh cuộc tấn công vào Bakhmut, truyền bá những câu chuyện nhằm làm mất tinh thần quân đội và xã hội Ukraine. Tuyên bố có liên quan được đưa ra bởi Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, Hanna Malia, trên Telegram. Một phóng viên của Ukraine Farm đưa tin, Ngày nay có một sự tăng cường quá mức trong chiến dịch thông tin của Nga, đi kèm với cuộc tấn công vào Bakhmut. Kẻ thù đang lan truyền một số câu chuyện nhằm làm mất tinh thần xã hội và quân đội của chúng ta. Malia viết theo lời của bà, kẻ thù tuyên bố rằng Bakhmut được cho là không có giá trị chiến lược và việc bảo vệ nó hoàn toàn là một quyết định chính trị. Điều này là không đúng, vì quân đội đã nhiều lần giải thích giá trị và nhiệm vụ phòng thủ của Bakhmut và quyết định về các hoạt động chiến đấu là do lãnh đạo quân đội đưa ra. Theo bà Malia, những người chiếm đóng Nga đang làm mất uy tín của Bộ Chỉ huy quân sự ở hướng Đông đăng các tài liệu giả, được cho là từ trụ sở ở miền đông Ukraine. Vì mục đích gây ảnh hưởng, họ cho thấy sức mạnh của quân chiếm đóng và điểm yếu của quân phòng thủ, tiết lộ các kế hoạch liên quan đến Bakhmut của cả hai bên mà họ được cho là đã biết. Một số lợi thế cho Ukraine trong trận chiến giành Bakhmut. Do thời tiết nóng lên, tình hình ở mặt trận tại Ukraine trở nên thuận lợi hơn cho phe phòng thủ. Tình trạng không có đường ngăn cản sự di chuyển của các thiết bị hàng nặng. Điều này được tình báo Anh cho biết trong báo cáo hàng ngày về cuộc chiến tại Ukraine. Nhiệt độ tăng đã dẫn đến điều kiện lầy lội, được biết đến trong tiếng Ukraine là Bedores, hạn chế việc di chuyển ở các vùng nông thôn. Những khó khăn trong vùng bùng lầy đồng ruộng thường tạo ra lợi thế quân sự cho lực lượng phòng thủ. Báo cáo của tình báo Anh lưu ý. Nhiệt độ dự kiến sẽ tăng lên trong những tuần tới, tạo ra nhiều bùng hơn và khiến cho đội quân xâm lược càng thêm khó khăn. Các điều kiện khó khăn nhất về vấn đề này dự kiến sẽ đến cuối tháng 3. Tình báo Anh cho biết, điều này sẽ gây thêm khó khăn trong việc tiến hành các hoạt động trên bộ và sẽ khiến cho các phương tiện bọc thép hạng nặng khó di chuyển trên đường địa hình, đặc biệt là ở các vùng nông thôn ở khu vực Bakhmut. Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, Bakhmut vẫn là điểm nóng nhất của cuộc chiến Nga Ukraine. Kẻ thù đang tập trung nỗ lực vào cả việc tiến hành các trận chiến đô thị và các nỗ lực tiếp theo để bao vây thành phố. Sĩ quan lực lượng đặc nhiệm Ukraine Alexander Krasovs giải thích rằng bộ chỉ huy Ukraine sử dụng việc phòng thủ Bakhmut như là một cơ hội để làm kẻ thù kiệt sức và chờ đợi vũ khí mới. đồng thời Bakhmut củng cố quân đội Ukraine trong trận chiến này, hàng phòng thủ Ukraine trở nên dày dặn kinh nghiệm hơn. Theo tổng thống Volodymyr Zelensky, điều quan trọng đối với Ukraine là bảo vệ Bakhmut, nhưng họ sẽ không giữ thành phố bằng mọi giá chúng tôi sẽ chiến đấu, miễn là hợp lý. Tổng thống tin tưởng. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức bình luận của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hầm thư htdnews.btv a.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ htdnews News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp